Thì cái lượng hemoglobin càng nhiều thì càng
nó phù hợp với vùng cao xuống, ở vùng xuống thì có mà nó sẽ thấp thôi, bạn thì mình đạt được oxy với hai thông là để đạt cao hơn nhiều, 60, 70, 90 em thấy cần hơn. Thì vấn đề là đảm bảo yêu cầu là mình biết trợ oxy mình theo mô tăng lên để ra đau có thể bị đau hồng cầu, hai tay hồng cầu cùng vùng cao. Các bạn phải là đủ lâu, các bạn nhìn lên đến vùng này bị số thì các bạn thể không kinh nghiệm đâu, mình cũng không có cố gần mát, cũng không có còn lên nhiều nhìn không phải các bạn thấy cái này cái cỏ như vậy này, nhưng mà các bạn bị đau hồng cầu ăn cái sinh ra là cái bao tuyết ra là thấy rằng đó cái bao tuyết tối ưu dùng cho nhân hoa 40% nếu mà tăng qua trên dưới 40% cái bao tuyết ra thì nó làm tăng cái cao tiền nhân hoa mà trên 40% tăng lên nó sẽ là tăng cái nhân hoa tăng cái lượng máu giống như các bạn thấy là xe thì đồ á xe nó vừa vừa là mình ngang để tới nhà ra xe ngày nào cái xe thấy họ những cái nó đo đạc cái visa giờ hai cái phòng thì tới nè giờ ngoài mấy lần tới nơi thì nó cũng có mình có cái khó còn có cái đó xe mình đậu thì xe là mình thấy nó khó chạy xe xe là mình đã kêu gì được một khó giờ gì được một anh phải đeo ở dưới đây. Và khi mà nói là cái vấn đề mà liên quan tới oxy và CO2 thì mình sẽ nói được cái trường hợp chốt cả đường cong thanh ly oxy hemoglobin thì cái đường cong này nó cũng các bạn thấy là cái liên quan của oxy với lại cái gas hemoglobin oxy hemoglobin nó liên quan đến đường cong đường S chữ S là chất thì phải phải và chữ S thì nó sẽ biết nó chỉ đạt thôi nên chữ S thì là nha thì nó không phải là tính tính nè thì các bạn thấy cái mà cái tính là cái phần trăm cái hemoglobin đó là oxy hay cái khác cái phần số lượng mà thành tỷ lệ cái hemoglobin gắn oxy á được nghe là cái CO2 phần gắn oxy thì các bạn thấy cái phần oxy nó sẽ khi mà nó thấp thì cái đường cong nó tính này và cái nó cao thì cũng là quay đi nghe thôi thì do là cái đường cong của thân là do mà khi mình hemoglobin gắn oxy thì mình sẽ phải gắn hemoglobin oxy cái này thì muốn một lúc ta tính như vậy thì gắn hemoglobin oxy hơn thì gắn thứ nhất thì gắn sẽ là tăng cái phân tử ra cái từ nó sẽ là hemoglobin gắn oxy hơn thì từ gắn sẽ là cái đường trong này nó sẽ thay khi mà nó đứng cái và nó sẽ thấp nó dẫn đứng dần thì bên nó sẽ thấp thì mình nhớ là nó là đâu nó ở chúng ta là mô thì mình cần cái vấn đề mình cần đeo oxy mô đúng không? Mình đeo oxy mô thì mình thấy là cái quan sát oxy của mô thì mình thay đổi thì mình nhẹ chút xíu thôi thì cái lượng này hemoglobin mang hàng oxy nó sẽ nhẹ nhiều sau này thì cái ra cái thì mình đeo nó nhẹ từ có 7% của mình nhau nhẹ nhiều thế nên thay nó rất khác oxy hemoglobin của mô dễ dàng đeo oxy hơn thay cho cái điện tập đứng vậy mình cần thay đổi chút xíu VOC là nó cái lượng bảo hoàng nó môi viên oxy nó môi có oxy nó sẽ thay sẽ được nhiều để do tiền mô về bản khi mà mình đọc lên thì phải hát oxy mình thay rất là nhiều mấy con số mô mình rất là thành cái không biết là không biết được nhiều còn cái giai đoạn là mình thấy khi nghe qua các bạn thay là con hát oxy 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 200 mm thì hơn thì cái phần trăm bảo hoàng của hemoglobin oxy tăng một đến 3% nó có nhiều thì đây là những bạn đầu về vấn đề mình thấy những cái thay đổi về cái tiêu này phần trăm oxy thì là của mình tập lên chút xíu thì mình xíu thì mình các bạn ngồi không sao ha rồi tránh vận động thấy oxy ra ngoài ngoài gì đi vô đường thì thổi oxy đâu đấy các bạn thấy là đến 98 thì mình cho nó bằng tăng lên nữa thì nó hại bao nhiêu á tăng nữa thì có cái tăng nữa thì tăng thêm á thì cái hemoglobin mình nó không thể không gắn thêm nữa thì có tăng thì mình tăng cái oxy mà nó tiến nó có thể tăng thôi cái thời cái thời nó nhiều tăng thì đầu cũng có tăng thêm nữa nên là cái gì mà có ý nghĩa là thôi. Thế cái đề con này mình các bạn nhớ là cái gì số mình
60 thì mấy người ngon, xong lại các bạn đi học về cái con sàn thì nó siêu hấp. Thì siêu hấp mình có cái gì thì nó oxy máu thì nó cho ra thì cái gì thì oxy máu được, nghĩa là dưới 60 thì mấy người ngon thì xem mình oxy máu nó siêu hấp thì oxy máu. Thì các bạn thấy ứng xong rồi thì mấy người ngon thì các bạn thấy là cái phần trăm theo môi đó là 90%, đáng tiếc thì 90%. Nghĩa là phần trăm oxy máu này SL, EO oxy là SL2 đó. SO2 là 90%. Trên lâm sàng thì các bạn sẽ không có đo SO2 được. Nên bộ môn thì mới mua được cái máy đo SO2 là được tiến là và được tiến với SO2 mà máy đó không có cái gì nhiều lắm. Sàng nó quay mùng á, không tiền bỏ mà đo thì không có biết gì nhiều hết. Không có biết gì mà đúng tiền quá. Sau này tập thì các bạn sẽ có một cái tầm cái là SPO2. Ở SPO2 thì các bạn sẽ được có tìm được SPO2 đó, SPO2 khác nhau như thế này. Và mình sẽ nói thì mình sẽ nói gặp đây là khác nhau cái chỗ là SPO2 SPO2 là đâu có oxy máu và cái băng cái mặt tầm thì nó sẽ nhán với cái SPO2. Thì cái này sau này thì cái này sau các bạn nói như cái phần này các bạn có thể lâm sàng bạn thấy mình lấy cái máy SPO2 là mấy em chỉ dùng cái cảnh này mình nghe đo cái nhà một cái SPO2 82 là 4-5%. Các bạn đi đo các bạn mình sẽ không đi đo là vì các bạn thấy đây là SPO2 là các bạn sẽ nghe tiếng SPO2 khi mà các bạn đang sử dụng cái SPO2 là 98% thì mình sử dụng cái SPO2 là 98%. Thì khi nó khác SPO2 là 85%, khi đó là 85% theo vô vị này cũng oxy thôi, phải hiểu không? Thì con này là thì vấn đề là nằm ở chỗ này 85% thì mình thấy là còn đâu cái B là 85% thì người sáng năm đây thì các bạn cũng thấy oxy thì bình thường thì phần này có thấp tươi biết gì hơn thôi chứ bài năm tôi biết thì đâu để rõ ràng không này không siêu hấp còn à rõ ràng không siêu hấp còn thì cái định nghĩa siêu hấp của mình đó thì mình nghĩ được trên BL2 có lẽ là cái phần này cái thấp tươi rõ ràng là siêu hấp còn thì mình cũng thấp oxy rồi anh có oxy cũng có oxy đâu có oxy và cái đây là mấy một ở bạn có được về nhà để làm cái máy hôn có bệnh nhân đi ba to cái đi ba đâu cái spell này nhà tôi hai bốn bệnh nhân mà do quen do tôi muốn là bệnh nhân mà không phải là cái đấy là đòi nói cái một là lẽ không mà là béo cái spell này có bốn bệnh nhân mà thì các bạn phải nhớ như đầu là cái spell này bốn bệnh nhân bên 50 thôi 50 bệnh nhân thì các cái bệnh hết oxy của họ thì còn có năm mấy thì họ sẽ không có lần nạn rồi lớn quá đẹp nhớ là được đăng sàng hết đô nay thì mình chỉ tính được nhập thì là đô báo sẽ đi tổng hóa là vị trí của chúng ta có đang bị đô cái đường đô cái đường đô cái đường đô không phải lưu do cho một xe lên 80 mà ở cái 80 đến 10 nha chắc không có vấn đề đâu các bạn nhớ đối với mình trên 90-95 cái nhất các bạn phải lâm sàng để nhớ SPO2 có liên quan đến ở đây cái một cái tiêu hết của mạng cơ cơ một con cái chứ phải là P50 rồi thì bạn nhớ cái đường cong này thì nó đúng là cái đường mình dùng thường giống như là mình lấy nó sẽ lên nhận rõ đẹp hơn ra chúng ta sẽ đi qua những yếu tố cảm xét cái sự thay đổi của đường cong này so với trong một số yếu tố thì cái đường cong này á là mình nói là thái lực của em thôi em oxy mình có cái số bay 50 đây là bay 50 nè bay 50 là cái điểm số mà ở đó là 50% cái phần ép oxy mình là 50% tê môi vi máu này và nó cuối thì mình năm một tí cái tỷ số thì nó là kháng tính của tê môi vi oxy thôi
Tại vì cái vai 50 này đó, thì các bạn thấy là nó thức tăng. Làm cái đó là cái này là nhà máy nữa. Theo tôi công ty thì có bao lúc mình cảm thấy vai 50 này là tăng cái này, hoặc là tăng cái. Tại sao là mà tăng thì nó là nhà máy này? Tại vì bây giờ các bạn thấy vai đi nó tăng rất là nhà. Và này là sở đây cái điểm tăng này đây cũng 50% có màn cái thân thép oxy bay 50 tăng lên 40 tiêu mét kìa, các bạn thấy không? Từ 50 tiêu 40 tiêu mét kìa ngâm mà các bạn thấy rõ ràng cái điểm mấy lần. Tại vì thân thép oxy mới chỉ xuống 40% 40 tiêu mét kìa ngâm thôi, thì có 50% hemoglobin nó giao oxy cho mô, nó chỉ oxy tiêu mà nó không có giữ được mỗi thân thân thép nó còn cao đưa vô là cái này nhẹ nhẹ bao nhiêu nhẹ không phải mà nhẹ chút bơi như thế thôi, nhẹ trên là rất là nhiều quá, đôi khi nhiều thì nó mới mình sợ đến mình nhẹ ra không có hiệu quả gì đâu, không phải thì cái đó là tăng cái lượng đúng không, không hiệu quả thì tính luôn không phải ngồi được không được trái ta là người trái thì người phải rồi là cái yếu tố là thôi cái đầu tiên các bạn thấy giờ đây là đây là những cái con số yếu tố bởi cái tên anh sẽ có thấy thường là anh cất mang vai đến phôi xe rác từ một cái hồi ra anh bước cầm mình đã đào quay liền đò cái đâu sàn các bạn thấy một số nữa liền số khi đầu tan thì cái đường đâu mình có sẽ được thành này mà nó khác là cái bay đang bôi cho thành hay là cái gì số cơ thể đang cần nhiều năng lượng để chống lại viêm động thì dễ giao tiếp với mô các bạn hãy đúng rồi rồi chúng ta được xuất hiện cơ thể khi các bạn vận động đó, các bạn thấy cái gì là sẽ đắc tức đúng không, đắc tức sẽ làm tan máu, tan máu thì mình có một đống là một cơ thể phải mình tăng mạnh mẽ oxy ra mình cung cấp oxy cho mô của mình nha. Rồi kỳ ngược lại Yeah, I'm looking at that. Some of the front end here, and the dog is in.
hầu như cái xe tải lên nhà bạn là một lần lấy hàng các bạn ăn đó được, cũng như là ở đây khi chợ đó thôi mình không mua cái phẩm hàng luôn mà ha. Rồi kết quả của cái câu chuyện này á là cái từ này các bạn đâu thấy được đây ha, các bạn biết các bạn thì các bạn thì kết quả nó cũng có một mô 200 lít công ty và cái cơ sở giao của cái mô á trên là xuất công ty ha. Rồi là tiếp theo là CO2, CO2 là sơn điện thôi. CO2 là mô cái thì sẽ bắt đầu lấy CO2 xong à, vừa lấy oxy sẽ vừa nhận CO2 và vừa nhận oxy thì vừa nhận CO2 để báo của mình à. Thì báo của mình là CO2 bằng cách và lấy oxy nó thấp hay là CO2 nó thấp thì mình biết rồi sẽ nhận oxy là CO2 là rồi đây nha CO2 là thì sau khi CO2 vào trong máu của mình thì nó sẽ thành ba cái gì nhất là nó thành ba cái oxy thành ba trong máu để cái gì nó thấp hơn thì chỉ vài phần trăm tăng vài phần trăm gì đó à, tiếp theo là cái điện mà gắn với là cái xe phần lớn thì chúng mình đang đi vào cái phần đầu ở trong vòng cầu thì cái của đất này đi lên thì to thành cái sản phẩm thì đó là cái phần đất đi ra thì các bạn biết là CO2 ở nước thì sẽ Đây là cái slide công tác của hai cái bài quan trọng về cái trao đổi oxy và CO2